Hello tất cả anh em nha, và chào mừng em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây. Và chào mừng em đã quay trở lại với cái series mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái dấu ấn mình muốn gửi đến cho anh em. Thế này mình sẽ gửi đến cho anh em một bài về format standard. Đó là bài về Rockpaw VMAX kết hợp với là Esper nha. Và điểm có nhân vật chính luôn là ngày nay. Và chúng ta sẽ sử dụng 3 em Mel là dạng basic của Persian. Persian thì có ability ấy, là những Pokemon mà có chiêu cao tới đây ấy, thì lúc tấn công sẽ không cần tốn năng lượng nha. Đấy. À, mục đích tiến hóa em Persian để phục vụ cho em Esper này nha. Thì mình đấy có một vị đầu tiên là cao tới đây là bốc một cạc, bốc một lá sau đó sẽ đi ngủ. Mô vị hai thì gây 20 sát thương vào một Pokemon tương ứng với số đam cao tờ ở Pokemon đó nha. Ví dụ như là nhưng mà chỉ đánh vào ban thôi nha. Ví dụ như là một Pokemon dẫn 50 đam rồi, 50 đam cao tờ thì chúng ta đánh vào con Pokemon đó sẽ được 100 sát thương nha. Đấy, tức là tổng cộng là 150. Đấy, 50 đã nhận từ ban đầu và thêm 100 mình đánh được thành 150. Tức là knock out được những em máu như là tầm 150 đi. Đấy, và chúng ta kết hợp đi với Rockpaw VMAX. Đấy, Rockpaw VMAX có thể put down counter và Gun cũng có thể put down counter nha. Gun là đặt một down counter, còn Rockpaw VMAX thì đặt 5 down counter. Ví dụ chúng ta đánh vào một Pokemon mà tag team đi, đánh được 2 lần thì là put được 10 là tức là 100 đam, 100 sát thương đúng không? Thì lúc chúng ta sử dụng Esper chúng ta đánh sẽ được 200 nữa, tức là 300 là có thể knock out được rồi. Đấy. Cách đánh của chúng ta sẽ là như vậy. Còn nếu không chúng ta đánh vào active thì là với move 2 thì đã đánh được 130 rồi và chúng ta kết hợp với là Fiony thì đẩy cái em active đó xuống dưới ban. Đấy, nếu như đối thủ có ban thì đối thủ sẽ phải chọn một ban và đẩy lên active, sau đó mình retreat, sau đó sử dụng Esper lên và đánh một phát 130 và x2 lên 260 đúng không, là 260 và một Pokemon nó ban. Đấy, đã nhận 130 trước nữa, đấy, bất kỳ bi mắc hay là gì thì cũng đi hết. Đấy, đây là cách thi triển của bộ bài này nha. Đấy, ở đây này giết thì giúp ta bỏ tất cả vào trên tay, bốc 6 lá mới. Còn robot thì chúng ta bốc đủ 6 lá trên tay, đặt từ tay xuống bên tương tự đen này thôi. Duy chi thì chúng ta nhịn định 5 lá và lấy một lá trainer thêm lên tay. Sau đó Pokemon này sẽ đi ngủ. Meowth thì khi mình đặt cái này từ tay xuống bên đúng không, chúng ta sẽ được lấy một lá Sunbuster, đặt từ dưới mộ lên trên đỉnh bộ bài nha. Pokemon Communication chúng ta đổi một Pokemon trên tay lấy một Pokemon trong bộ bài. Quickball chúng ta bỏ một lá trên tay lấy một Pokemon basic từ bộ bài thêm lên tay. Reset stem chúng ta xào tất cả bài trên tay đối thủ, bốc số lá thương với số prize đối thủ đang có nha. Scope chúng ta bắt những Pokemon thường lên lại tay. Đấy, kể cả basic thì cũng lên lại hết, ví dụ như là stay. Bố switch chúng ta switch Pokemon active xuống dưới band. Cái tiếp switch chúng ta đặt cái sân ở lên thì khi đối thủ đặt cái sân mới, đối thủ sẽ mất luôn cái sân đó. Bố đó để chúng ta bắt những Pokemon ở band lên active. Mà đi chúng ta xào bài của hai người chơi, bốc số lá thương với số prize mà người chơi đó đang có nha. Anh nhầm, bốc xào bài của hai người chơi, mình bốc 5 đối thủ bốc 4, còn những lá mới xào sẽ được đặt dưới cùng của bộ bài nha. Mình nhận với An. Professor Research chúng ta bỏ tất cả bánh tay bốc 7 lá. Horror Energy đến là một Pokemon hệ tâm linh. Khi Pokemon đó mà bị đánh ấy, thì đối thủ sẽ bị nhận lại đam 2 đam cao tờ nha, còn lại là 6 lá năng lượng hệ Psychic cơ bản. Đây, chúng ta sẽ cùng vào làm bài trận để test xem bộ bài này sẽ mạnh như thế nào nha. Bộ bài này chúng ta sẽ chắc chắn phải cần đi trước. Ok, đối thủ đầu tiên của chúng ta có vẻ như là mục đích thường à. Chúng ta thua rồi, chắc sẽ đi sau. Đèn thế. Nhưng mà đất đối thủ đất gì ta? Mình thì còn phải xào lại bài nữa cơ. Rồi xong cái hand này perfect. Jason à? ADB Jason. Mà đây bọc bài thì thường lừa nhau.
Mình thì bài xấu quá nè. Các bạn nhìn bài mà mình có buồn không quá chứ. Mà gọi đối thủ đang hy vọng bắt được ai đó nhưng không, không có gì cả. Ồ. Chắc thất vọng lắm. Đã đen nè rồi. Vì không có năng lượng. Còn răng rú. Để đẩy năng lượng vào, sau đó Jason sử dụng ability là sẽ đến được năng lượng một cách nhanh chóng. À, chưa có năng lượng à? Ai xa. Đúng luôn. Không có năng lượng. Speed ball này. Bỏ gì vậy ta? System đi. Lấy giới trí. Chúng ta switch được hai lần lần mà. Gì đây? Sớt rồi. Ok, reset thôi. Sao ta? Đi chi lên đi. Mình đang cố lòng bấm bộ bài mình đi để kiếm cái em mail. Trời ơi không có luôn. Ôi. Buồn thế nhờ. Chưa có mail luôn. Vậy thì lần sau phải cố gắng kiếm được thôi. Mất một scope, hai squid. Đối thủ đã reset rồi. Vẫn không có năng lượng này. Hơi đen cái đối thủ. Đủ mất 2 mail rồi sao sợ. Chắc vẫn chưa có energy switch đâu nhờ. Có rồi cũng hơi mệt với mình đấy. Chết bom này lấy đen nè chăng. Energy spinner. À, để dùng Crobat này. Làm móng của bài đi và dùng Crobat để bốc thêm bài. Và nó không, mình nhớ nó không có luôn à. Có rồi, có rồi. Crobat để tìm kiếm Endless Switch để giết trong tên này. Các bạn nhớ không có rồi. Đối thủ đen thì mình cũng đen mà, như nhau cả thôi. Năng lượng có vẻ khá là khó kiếm đối với đối thủ nhỉ. Mà đi thôi. Rồi mình đấy đối em Esper lấy Rockapo vi mắc nha.
33 là 6. 66 12 cho chết, 4 đi. 7. 7 104 vẫn chưa chết luôn, vậy là phải 50 luôn à. Đó, 8 thì đánh 106. 106 là 204. Lấy lúc đấy Jason mới chết. Đã energy switch rồi. Đối thủ đây sẽ giết trong tuần này. Đối thủ bị full ban rồi. Đánh trong tuần này à? Đó, phải là phương án tốt. Mình nghĩ là vậy. Không phải phương án tốt. Đen nè. Làm móng bộ bài đi. Mình cách lấy một movie ra. Sau đó mình bỏ đi. Mình cần em mèo. Cần hai em basic luôn, không có em nào hết. Mình nghĩ mình phải money. Sử dụng farm đi. Để em Jason. Không, để một em nào đó lên đi cái đã. Mình phải kiếm được person thôi. Chỉ cần person là mình có thể chiến thắng được trận con này. Nếu mình money mà không ra thì cũng hơi lụng đấy. Bỏ bot đi. Có hai em person. Nhưng hy vọng phải lên được một nha. Trời ơi, không phải mày. Squid đi. Trời ơi. Năm mà 108 chỉ cần hai thôi. Đối thủ cần một thứ gì đó để mà switch, sau đó đánh chúng ta. Đối thủ đã có switch rồi. Mẹ sao sợ. Đã bot order. Chúng ta cần phải kiếm reset time. Trời ơi, giờ nó mới lên này. Thì chúng ta có reset time.
Đây rồi. Chúng ta lấy 5 pride trước đi hả? 1, 2, 3, 4, 5. Nếu thủ bet bot em Dana lên ấy, thì đối thủ win. Còn nếu không bot được thì đối thủ thua. Chơi đất bon để lấy Dana chăng? Các bạn nhìn là không có, vẫn thủ chỉ có 3 lá trên tay. Thì liệu tôi có xoay sở được tình thế hay là không, chúng ta cùng chờ xem. Nếu tôi đã mất hai boss rồi, trong trận đấu này thì có hai điều đi ăn như nhau. Ok, chúng ta đã giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên và chúng ta sẽ cùng đến vào trận đấu tiếp theo nào. Nó đi 96. Nó win rồi, nó sẽ đi trước đi. Ba lá money. Một cặp communication, một cặp năng lượng. Đánh bài hay gì? Hy vọng có được quick bond. Không cần luôn. Money cũng là ok rồi. À, đất này là đất kiểu rear band. Gây đam vào tất cả luôn. Lost mod này. Có thể sử dụng sunlight chẳng hạn. Rồi có Snom. Snom này là của Sun in Fate à. Đó, biết ngay đối thủ sử dụng Alan Sunlight mà. Hi Snom. Mình công lấy cái sấn để lấy một em basic. Mình nghĩ là vậy. Đa man Trần Phi. Lần sau thì mình sẽ lấy hai prize. Một cái sân này. Đợi em này đi, lấy ra cái bao ví cái đã. Rồi ví mắc chứ nhầm. Đặt cái sân lên này. Scope dịch đi lên. Đổi lấy em person. Sẽ đó money.
Lấy money đặt lên đỉnh đi, vì bài mình đang brick. Rồi, 5 đâu có tờ. Chúng ta lấy 2 prize. Tôi thủ đẩy cả Snom lên nè. Nhà ba lún. Chắc mình sẽ bắt cái Snom nó lên và knock out luôn. Chắc có thể sẽ tiến hóa thành Frostmoth rồi. Rồi nó thủ mất cái sân thứ hai. Nếu thủ chỉ lên được Frostmoth ấy thì tỷ lệ đối thủ thua rất là cao. Quick Bond để đen này hoặc là Crobat rồi. Alessandro. Không đặt à? Sao không đặt ta? Đặt đi mà sử dụng giết chứ. Giờ mới đặt thì có hơi muộn màng không? Thế gian đối thủ không lên được Frostmoth là đối thủ tự động thua luôn. Vậy các bạn thấy Dragapult put down và ban rất là ghê. Mới kết thúc lượt cái là mất là một em Snom rồi. Và chúng ta win, chúng ta sẽ đi trước nha. Trời ơi sao lại active Crobat. Ok, kết thúc lượt đi. Lapras V à. À, lại là một đất liên quan đến Snom. Vậy là mình bắt buộc phải kiếm được Squid. Để phút đam chết cái anh Snom kia. Ôi, Snom lát bốc 5 lá luôn. Kinh đấy. Nhưng mình có money. Bắt buộc mình phải kiếm được Switch. Là cái bầu vi mắc. Trời ơi là trời. Bà nhìn trầm cảm luôn các bạn. Money xong tự bóp chúng ta luôn. Rồi xong. Bỏ luôn cái đen này nè. Để lấy con robot. Đen này đi. Đối thủ mất 2 research. Chắc 3 research đấy. Rồi Cosmos lấy Lapras V. Để tiếp tục sử dụng Crobat. À nhầm, Snorlax để bốc thêm bài. Trời ơi. Con thế nhỉ. Nhưng mình có money lại. Lần này mới chưa đánh được rồi mình hơi lúng nha. Đánh được rồi, đánh được rồi. Gì đây?
năng lượng à. Phải toàn nha. Evolution Insane. Để lấy thêm một dạng vi mắt nữa. Budget, budget. Liệu đối thủ con one hit được Dragon Ball vi mắt của chúng ta hay là không? Trời ơi, lá reset cuối cùng là được. Là có trên tay luôn. Thế mới bực mình chứ. Tiếp tục là Ice Dance. Thôi. Hết rồi, hết rồi. Chúng ta vẫn sống. Với cái tình trạng này thì hơi khổ. Bị sết. Trời ơi là trời. Tiếp tục là Capacity Basket. Mình chỉ hy vọng kiếm được Emperson thôi. Person, person. Person nè. Person nha. Cái gì vậy trời? Brick rồi, hơi buồn. Đã bot đâu rồi. Person, person. Thử cái đẩy ai lên đây. Nó mà Persian, Persian. À có rồi, có rồi. Để mèo đi lấy Persian. Sau đó rỉa chết em lắp rồi vi mắt kia. Mình đánh được 28 đấy. Đối thủ đang brick vì chỉ có một lá trên tay thôi, mình nghĩ là vậy. Nhưng mà đối thủ không làm được gì nữa. Cần lên được Frostmourne, cần có năng lượng cho Lapras VMAX. Ok, đây là chúng ta. Có dạng VMAX hay không? Mình cũng không cần, mình win rồi mà. Squid là mình win rồi. Ok, video review bộ bài
Dragapult VMAX kết hợp với là Esper của mình đây là kết thúc rồi. Và bạn cảm thấy bộ bài này như thế nào? Hãy đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhớ like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất ra trên kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.